Ông cứ cho. Ông chúng ta phải cả một tổ cái chúng ta cả để tìm thì sao mà cả ai chỉ một tổ này ông chúng ta xong rồi bị tất cả chúng ta cầm mấy cái cái biết cái đấy nôn chía là mấy mình ông cả nông ca tăng tâm nốt đánh đầu chỉ phố sạ xây rung đi xong chơi Thank you, Mr. President. Good afternoon, everyone. Just one brief preliminary matter. This is with request to the application I mentioned yesterday morning. That's E209. That's our Rule 87 request to put new evidence to this witness for impeachment purposes. Has that been decided? Ông chủ nhà mình chăm mày chơi to từ nâng sầm nào xong một bao lục mười tuổi để bàn đạn đầu tiên của họ ai cơ sa đại lục mười tuổi sầm nào xong đạn nốt cứ bên bên chia ai cơ sa phó tang tham mây tì cứ chia sắc đây sầm rách từ lừa một bên cạnh tầm la can để tế vị thí đời sa hạ chợ crom sư bằng kền tầm đông chia mấy tập viên ai miền ca dồn dập lòng lời qua nhà hàng đi, hay đại ca đang ai cả xa bỏ tàu cá, đôi chia đại ca chặt tăng ở sụp sôi chủng nô chặt đầm núng, vì mình bên chi phò tàng đầu tiên hay ai cả xa tang oni bơ sân bơ đã đánh đấu có mình miền làm lại chỉ phật tang đài nó mới bị kiện ở phần thêm là cần để cho bạn nó ở trong đó vì cái chuyển từ lộ trực rầm dòng mắt nó mới lại bị kiện phanh hà địa bàn cho bạn thêm tiền Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense que les indications que vous avez données sont relativement claires. En fait, je crois que ce qui doit être retenu, c'est que la décision à laquelle vous faisiez référence n'est pas en tant que telle un élément de preuve et donc n'est pas soumise aux dispositions de la règle 87. La règle 87 s'applique à la présentation d'éléments de preuve. Pour autant, la Chambre appréciera si les questions qui serait basé sur la décision à laquelle vous avez fait référence sont pertinentes et si elles ne le sont pas, eh bien, le président y assurera son droit de conduire les débats et d'interrompre toutes questions non pertinentes. Mais évidemment, vous pouvez vous référer à ce document parce que c'est un acte de la procédure. Thank you for that clarification. Obviously, we disagree with the position put forward by the bench. We agree in the sense that none of that impeachment material is evidence. That's what we've been saying all along. It's not evidence as such. We were forced to comply with the procedures put in place by the chamber with respect to Rule 87.4. Ai cho lưu vị thiên 87.4 tăng thầm nô đánh đầu thì bố xã thấy nhưng mình ai lục thư thả thị bài ở vầy tì ông nhầm rẽ ban xâm rạch rưỡi hời châu lục trong trăm thà lộ ở là ca mình bắt đầu là ca hời lục thư tại đây thay ca ấy chỉ liệt ở ca nơi nông cách chấm nào ca ní thư tại đây thay ca ấy xinh tiệt tì
I know I'm not supposed to, but I'm compelled to for the record. I'm just stating my objection for the record. In that case, based on your ruling, I will not be able to proceed with my cross-examination of this witness. Perhaps you misunderstand. The court has not ruled that you may not refer to this document. You may refer to it. It is not evidence. It is an order of the co-investigation judges. Therefore, you may refer to it. Is that clear? Secondly, the President will determine if you are putting questions to the witness based on this order of the co-investigation judges. If there is any relevance to, in respect of your questions, is that clear? Quite frankly, it's not clear. Right? It's not clear to me. Well, in that case, you do what you wish. You either question the witness based on this document, or you do not. My position would be that orders contain facts, and facts could be evidence. This is why it's not clear to me. In any case, I will not proceed with the cross-examination. I will turn over the floor to my client, who wishes to make a few comments about the evacuation of Phnom Penh, one of the central issues in this case. So I now cede my time to Mr. Nguyen Chia. Thank you, Mr. President. I believe we've visited this issue before of the accused making comments. If Mr. Nguyen Chia wishes to subject himself to examination on this issue, fine, but he should not use the questioning of a witness as an opportunity to get up and make comments. So, if he wishes to engage in questioning, fine, they should not use this as an opportunity to make comments on the witness. Oui, Monsieur le Président. Nous avons bien sûr la même position que celle que nous avions eue il y a quelques semaines ou quelques mois, qui est celle également de Monsieur le procureur. Monsieur Nguyen Chia ne peut pas utiliser, comme il l'entend, le temps pour faire des déclarations lorsqu'il s'agit de poser des questions à un témoin. If I may just reply briefly, Mr. Nguyen Chia is very much part of his own defense. He's very much a part of this defense team. He wishes to make certain comments in response to the testimony that has been elicited. I don't see any reason why this chamber would not be interested in hearing what he has to say in furtherance of getting at the truth, if that's indeed what it is we're here to do. So Mr. Nguyen Chia would like to make some comments, and he's more than willing to have questions put to him. And we've got plenty of time today. As I said, I'm willing to cede my time to Nguyen Chia. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Yes, Mr. President, if Mr. Nguyen Chia will actually subject himself to questioning on this issue, that is another matter. But in terms of scheduling, I would suggest that this should not happen in the middle of a witness's testimony. If he wishes to indicate to the court that he wants to make comments on this matter and that he will subject to questioning, we can schedule a time for that and do that when this witness's testimony is completed, and we'd be happy to do that. But I think to do that in the middle of a witness's testimony
Juste pour vous indiquer que nous adhérons totalement à la position de M. le procureur. Si M. Nuncha veut répondre à des questions, nous en sommes ravis. Et dans ce cas-là, évidemment, c'est tout à fait différent. Mais peut-être que le moment n'est pas exactement opportun. S'il envisage d'évoquer plusieurs témoignages et qu'on lui pose des questions sur plusieurs témoignages, on pourrait peut-être terminer le questionnement de ce témoin et ensuite passer aux déclarations de M. Nuncha. Your Honor, very briefly, I think logically it makes eminent sense to do it now during the testimony of the witness to which he will be replying, making comment. I don't see why we should wait until this witness is gone. It has to do with his testimony. It has to do with things he said. So that would be our position. He's here. We're all here. We have the time. We know that sometimes things get rescheduled. It's hard to get witnesses to come back. It makes sense to do it now. Thank you, Your Honor. Thank you, Your Honor. Thank you, Your Honor. Ông chấm đề anh nhạt hay chấm chập cháo tăng sầm nua chấm phô sạ xây cứ chlong cạt dương thì bật thiên ông chấm nung chấm đề tà lạt bồng bởi chân đề được biếp tăng sầm nua trơ xua tam rịa dương dương nâng bình chun sầm nua ni tự aoi sạ xây rư co mình bình chun nô chìa sứt rồi bỏ dương sạ xây rung chăm thất đạp dương sầm rạch thật ta ở lục chá lợi tốp tình nâng sầm nú rứ có mình chả mạch chá lợi tì phần tay tình tâm nít cứ lục sẵn nập tay mà đón rồi còn tay chưa cao bình chun phần nọ dương mình vì gì xa lần vinh ông phi sầm nú tổ tù nụ tì sầm chơi. Thank you, Mr. President. I think it's appropriate if you engage directly with my client on this issue. Thank you. Look, we need to move.
lăng vinh hiệu kỳ đài mân mân chết mê tử vi tí cứ trâu tăng sầm nua xạ xây tam rạy vật thiên xạ và nà ca sầm lục an nơi bật bình nhát bẹp bồn thì mùi nâng ca tô tô bài đi lăng vinh. That's exactly what I meant, Your Honor. But I think it's time for you and my client to engage in this process now. Look, but here in the corner, they are talking about the price of the tax. បងប្អូនរួមជាតិសូមគោរពលោកប្រធានអំពីការខ្ញុំសូមនិយាយអំពីការចម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំខ្ញុំសូមធ្វើការឆ្លើយតបមួយចំនួនចំពោះសក្ខីកម្មរបស់លោករូបនេះ ទាំងប៉ុន្មាននិងទាំងប៉ុន្មានកន្លងមកនេះអំពីការចម្លៀសប្រជាជនលោកសាក់សីបាននិយាយពីហេតុផលដ៏ត្រឹមត្រូវខ្លះៗក្នុងការចម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងគឺដើម្បីជៀសពីការទម្លាក់ ក្របបែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការអត់ឃ្លាននិងសង្គ្រាមដណ្ដើមគ្នាទៅវិញទៅមកតែលោកសាក់សីភាកច្រើនមិនបានដឹងពីមូលហេតុច្បាស់នឹងច្រើនជាងនេះទេហើយដែលហាក់ដូចជាបង្ហាញថា ចេតនាឬក៏មតិយោបាយជំនឿដូចជាមិនល្អទៅវិញតទៅនេះខ្ញុំសូមធ្វើការឆ្លើយតបដូចតទៅជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបថាយើងខ្ញុំជាអ្នកចាញ់សង្គ្រាមត្រូវបានចោទប្រកាន់ ពីការចម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានភាពមិនសមរម្យបើប្រៀបទៅនឹងការចម្លៀសនៅបន្ទាប់ថ្ងៃទី 17 ខែមេសាឆ្នាំ 1975 ទៅទៀតខ្ញុំសូមនិយាយ ដើម្បីប្រជាជនក្រីក្រដែលត្រូវបានជិះជន់នឹងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អាយុជីវិតដោយពួកអ្នកមានលុយមានបុណ្យស័ក្តិដែលកំពុងប្លន់ដីធ្លីស្រែចម្ការលោកនួនជាចាកឆ្ងាយពីកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសកម្មការថ្ងៃនេះហើយ គោលបំណងនៃកិច្ចដំណើរការសកម្មការថ្ងៃនេះគឺសួរស្ដាប់តក្កកម្មសាក់សីនៅចំពោះមុខនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុមួយចំនួននៅក្នុងនោះគឺមានរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានរចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍ ហើយដែលឡែកគឺមន្ត្រីសន្តិសុខគោកដួយអង្គជំរះមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឯណាក្រៅពីអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាក់សីរូបនេះបានដឹង បានឆ្លើយផ្ដល់តក្កកម្មឲ្យច្រើនហើយ
mình phát đoàn vị tích ca, ai lục dục vị tích ca ní, từ vừa với sạch tài chất lục tì. Sầm nua dương trong khao, ta lục miên sầm nua với vẹ bọn từ nâng xạ xây rụp ní, đai rư tì. Nơi ông hết, nơi khăn ông xa nông rương xôn xôn, bì tiền mũ nâng đời lây, ông hết vẹ bọn nâng ca đằng rồi bỏ xạ xây rụp ní. Đại lục bán đồng nào ca sát đắp, rồi dạ bíl mùi tháng ngày còn lạ một hồi ní. Nhóm xóm nì dê ông bí ca chùm liếc bởi chí chuẩn. Nhưng mình ăn nhát ở lúc nì dê tì, rồi chân bởi lúc miên tùm nô tì cứ miên tùm nô tò tù cho mình xa xây rùm nì tì cứ mình chụp mình ở lúc thư trầm nì. Nhưng mình ở linh dưới tế tế lục nguồn chía chọp tầm năng ai nè. Cả này bỏ bọt này cứ mình ở lục và to phương tức đầy thay ca ở với tiệt tì việc khóc chứ môi nâng cô bẩm nông nơi ca sắp đập ra khay cắm vẹ bọn nâng xạ xây rụp này. Mr. President, the words of my client were not translated into English. Maybe it is possible to ask for translation. I think it's relevant that everyone does that. Especially as your response was translated. Sắp sạc khay cám sạc xây rụp này. Một thân bà lục trong thư vừa đặc biệt này cứ ai thư nơi khăn nông đầy xoắn thân bằng chọc cách bị phía xa đánh đảo. Bà lục mình biên tầm nô ấy xua tăng tầm nô đánh đảo chạy lẹ nhập bộ sạc xây rụp này tí. Xâm lộng coi cho, ông nhầm đá nâng phát đo bị tử cá chung tới Krom bị tử bí ca biệt cái đấy xây tiệt. But again, Mr. President, I don't know what my client said. It was not translated, and I believe that for the international judges as well, that we used to translate those words. Now, all we know is your response to something that has been said by my client, which I did not understand. And it was spoken, you're not asking, I'm not asking. From a client to speak again, but to continue speaking, I just want to translate what has been said. I want to know what my client said. Mà lúc mê tử vi sẽ đáp mình cho bà tế xong chương xua xạ xua mê tử vi chiên. Cả việc đây lúc nôn chia tới bàn hời. Nhưng mình ăn ở nhà ai dục vị tử ca ní. Từ thư vư khóc cô đầu cô bầm non nây ca cầm nọt bị hiện xa mẹp thư xạm nà ca. Xong rạp tháng ngày nị mùi nị mùi xong rạp xạ xây nị mùi tì. Cô chô. Mình tìm nua bây bẹp bọn thờ xua xạ xây rung đi tí, mình tìm ví, và xanh chìa miên xông chơi, và ọt miên tí cứ phát đệ, cô lạ ấy, cọng mình tìm ví cao biệt cái đấy, xe anh tiệt.
Thank you, Mr. President. And my national co-counsel has some questions for this witness. I would like to make the habitual request for my client to go downstairs and follow the remaining of the procedure from the hall himself. I have the necessary waiver. But I don't see any reason why my client should stay in court. Certainly he's not allowed to speak. Mời tới lục nôn chía. Lục xong bất dự ca xong đã bỏ lục. Tôi bằng to tam đan nơi bật tục. Khung khuôn kháng cao ông tam đi dạp bọn thao tố. Đôi mê tử vi sản áo xong bất mẹ nà rì tế lục nôn chía. Chưa được lục bật thiên. Bọn mình áo khi mình đi dây to tiết khi xong tâm nâu kháng cao ông. Bạn đáp tâm nào xong rồi bỏ chuyện chấp chọn nôn chí đã thuê lăng tâm rịa. Mình tìm ca bí khả đầy bỏ cốt. Nâng bạn tâm nào xong đòi tuôn một. Luôn cốt xong tới tâm đàn cách tâm nào ca sạm nạ bí dùm ngái. Tâm rịa bỏ 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 sao tu. Xong đẹp đẹp bí sạm nạ ca bỏ to tới là hốt đó chọc nơi tháng ngày ni. Đòi cốt lẹ bóng sức. Mình chô ruông khăn cách tâm nào ca sạm nạ ca đạp tuôn khăn bỏ tục sạm nạ ca ni. Hãy mê tử vi bán sản giá thật luôn nâng bật cúl mọc ông chùm rè nơi lì khách lẹ bóng sức châu rùm sạm nạ ká đại phí tuol rồi bọc chùn chọp chào ông chùm rè xâm rạch dù lập rôm tam tâm nào xông rồi bọc chùn chọp chào nôn chí để bán sản nào xông đại phí tuol nâng tam rì dạ mê tử vi ká phí kray bọc quát xông tơ bật to tam đàn kê châm nạ ká sạm nạ ká phí châm ngái phí bần túc khung khuôn mùi thật nực rôm xa sạm nạ ká ní tam rì dạ bọc quán đại quật lẽ bằng sức châu rùm khăn ông cách tâm nào ca sạm nạ ca đại phí tốt khăn ông bật tục sạm nạ ca ni. Ông dùm rẽ nằm rơi ở trong mê tử vi ca bị cơ đầy chôn chọp chào nôn chia bật cúl mà ông dùm rẽ phliêm nơi lì khách lẽ bằng sức châu rùm sạm nạ ca đại phí tốt khăn ông bật tục sạm nạ ca ni. Đại miên cho hà lệ khá rư phát đất nam riêng đại chạy chấp bạc vì chôn chọp chào nôn chia. Phụ có bài phần này sau tu chua bật quán sau tu tâm rạp chôn chọp chào rùm ni. Ai tạm đàn cách tâm nào ca sạm nạ ca bị chôn ngái. Vì bản tục không khuôn mối thật được rộng sản sản nạ ca này, khăn ông dạp bí nây cách tâm nạ ca sản nạ ca sản ra bật xíu này là hốt đó chọc. Bộ cọp ai đối đẹp thì không kháng nôm khuôn chôn chọc chọc nôn chí từ căn bản tục không khuôn mối khăn rộng sản nạ ca này, đại miền riêng chọc tục chia sẻ nữa bộ cọ sau tu tâm rạp quật ai châu ruộng được tạm đàn cách tâm nạ ca sản nạ ca phí chung ngài. លោកមេធាវីកាពីក្រមមេធាវីកាពីក្រៃនួនជាមានទំនួលអីធ្វើសួរដល់សាក់សៃរុំនេះទេសូមអញ្ជើញសូមគោរពអង្គសាវនការសូមលោកប្រធានសួស្តីសាក់សៃលោកយុនគឹមខ្ញុំ សិនឈ្មោះសនរុនមេធាវីរបស់នេះសហមេធាវីជាតិរបស់លោកនុនជាកាលពីម្សិលមិញលោកសាក់សីបានឆ្លើយជំរាបព្រះរាជអាជ្ញាថាវត្ត
nơi khôn ông đồng bọn rồi bỏ lục để lục căn cạp nó bàn chọc sọc cục. Khiếm xâm xu thả lục sắc bên nông lục sắc ở bì vọt tờ nông đã mù hẹt lục ai chìm rịp tù là cả bà này thả sắc đòi miên mù hẹt lục sắc đòi ọt bài chắn lục sắc đòi kị rọt ở nhà ca sở mày nắng bằng khóm ở sắc ở rư có miên mù hẹt ở vây để thừa lục sắc ọ. Bà rì hâm xông chùm rìm thà nay chân à mà bọn bà buôn rồi chất sắp bà mùi ní cứ bà miên cho là nà vọt mùi mùi chè tè nông nè sắc ọ ọ tới đòi miên cả bánh chạy bì ả nhà thô đá cứ thà xa mây được xông chùm rìm bì mà xa mây chân thà không ở bộ cam chiệp chiệp tập tài ni thôi bạn để vót kề mình thôi bị đòn đây kề thôi bạn để vót nâng tầng bậc bạn vót bậc thó tới chỉ mũi nè tại mà đòn đội cho nên ban này thá sát na nâng cọt trái rồi lùm rồi lấy nơi pê đá đầm na ca ni sạc cọ bây giờ cần tại phù tử mộc chẳng chẳng hay ban chia cả bát bằng sát na này cứ bát bằng đào mình bát bằng kho mấy thông đồng đấy cứ còn thả vật rồi lấy bị bỏ bị chơi chuyện bỏ ở tây miền là nhiều chăn mà bị lốp đòn trắng về chọc tây xoài bị vật tây mình đòn và được chăm bên chợ thả không ai bát vật nông pì đòn bát vật khả năng bị chơi chuyện vì dường ai cái chuẩn tới chia sẻ cung mà đón hai bạn đi vọt mùi tiết bẩm bạch chung nửa sát sân hả kể thường chẳng ấy ta mà đón tới chung mùi kia ta mà đón đôi sọc chân nhận đăng ai thả kể thuở bạn đi vọt tăng bị sai bẩm buồn máu đo chà mà bọn bộ đề hộp bẩm mùi bán kể thuở bạn đi vọt bạp thô mà đón tiết bà khiêm sông miễn mà tệ bẩn đi vì mà sơn minh đá lúc ban chơi cho mùi nâng về nhà đã đá thà lúc ban khơi tung bạc đi vọt nếu không tung bạc đi vọt nó miễn ban này dây âm pi rừng vọt ở rạm thế bạc bọn nâng tung bạc đi vọt này đòi dạ bê dù bê ai cái xa đã nâng không nô cứ chia cả nè nằm rồi bằng mà chăm bà ní mà chồng chăm mình chỉ ba tay mà chẳng cứ nông nỉ ní cứ ăn miên côn dụ bài thầm thầm chia đàn tại bẹp phan ông bát ram ní cứ chia cả nè nằm bắt tỏ nè rồi bằng sọc chẳng chồng mình ai sanh thán ban tham mai tế phù về dù bay về về lìa và sam supply chân nam hay ở con lục xa xấy lục mình lục ban chỉ biết tự ông sau này cá thả lục nôn chia đài thọp từ đầm bắn bờ lục cứ sọc sầm bố đầm bay từ thu cà ở brum anh đang bằng riêng bị chia phù rót nấu đầm bắn nung đại lục nôn chia bàn từ ấp rum nằng thưa cả bằng riêng đal bạch chi chun nằm nằm bòn nằng lục nôn chia miền này dễ âm pi rừng khăng đại cam bạch chi thập tây bàn chào thà khăng bạch chăng nằng cam bạch chi thập tây nằng miền bảy cứ khăng tây khống khăng American nằng khăng Việt Nam ta lục nôn chia ban gì vậy bị đường ăn năng thế này chân nam một phần một rồi chật sập bay lục nôn chia ăn ban từ đào mồi than bọc nhom thế cứ còn từ nơi phục khum đà này về nơi bài cái
នៅក្នុងស្រុកកចេះប៉ុន្តែមកខេត្តកចេះទាំង 3 chia thom mà đá ni cà bị chúng ông bị sụp cả mang cứ bị miền bay chạy giang được chưa này hãy cái đại bên này cứ gọi bạn đại nó ông bị cả thôi bảo vệ đại sạ co kiếm xong ông mới thấy à cún lúc dạ xây lúc ban chụp lúc nôn chi từ mặt đong nắng tê thì có cày một tít lúc ban đã chụp quạt tiệt đấy. Thân là đợt nằm kháng lơ bậc mà có hôm chẳng bàn chụp tại lục nguồn chiếm đoàn cốt cái đại bình ní khi mà đại bàn chụp lục nà tầm ngọt mà khiếm sông ngọt bọt à cún bây giờ lục bàn chụp nôn chia đầu tiên nó cứ lúc bàn chụp to bàn bị phe xa này dây kia sầm này sầm nào chụp mũi kia té thì còn lúc còn tàu châu không bận tụt ập đánh cả sặc xa năng té thì còn thằng lúc bàn chụp này dây kia bàn sầm này sầm nào chụp mũi kia đây nơi về là chụp lúc nôn chia cứ dừng là không sức khá xa là mà sự khá sự lá có nơi về từ ca ai lớn khẳng nhau mà nói nhau nơi cùi khăn ông xa nó cứ miền tộc miền ấy dân mà nẹ đã chỗ ruộng cứ miền mê khung cực khung khăn ông khai được chai dân được chồng chùm đẹp chẳng khai được chai cả nó cứ miền tại bầy sọc tế cứ miền sọc sân uốn sọc cái chai nâng sọc sông bồ ai sọc chà lông kể cả tại kháng phung phẹt bộ bế ai sọc phải bí sọc kể cả tại phung phẹt ngân đà chẳng cứ miền mà nụ mân chí tràn bần mà anh đây bà hai khăn ông phê lập chung nụ cứ dân sạch đạp ca này nôm rồi bà con hai con có bán xua mà kháng sạc khá kàm tăng ổn đá ẩm bì ca phục bạ ca sử rùl khăn ông đồng nà ca nơi khăn ông mũ than mùi mùi nơi khiêm sông ลูกคนสกอลตามระยะเทศกาลศาลามีในทาสกอลประยาวมันบานจิตดัดมันบานเพศาสนาอะไรมวยคณิตมันจังนะยังไม่ลูกมันบานในยีไอจมวยกอดนึงเอาบานทาสกอลบานสกอลสมได้กอดบานชูเพศาอีกคณิตมันมีจังที่ก่อนบานเต้าโจลตัวรวมศึกษาแต่ปันนังเต้บานปัจจัยจังไอคืออัดบานจะใจคณิตคุยใจคณิตโดยทาตอลเต้ามาไอเต้ คือกุยสลับก่อนให้น้องเปย์เลยก่อนสู้มาข้างพวกเขาไม่ได้พวกเขาก็ฉลาดแต่วิ่งแต่ตามดำเนินนั่งไม่เข้มสมอ๋อไม่เตะอ๋อคุณลูกบ้านโจลเตอร์เธอสักคาสลาจมวยนั่งบางปะโอนตราดักนอมสลบคุมไอ้ตึงอ๋อจมวยลูกนุนชี้ได้เชียเนี่ยบางเรียนลูก tam lúc sừng kết mưa tới khơi lúc nôn chi đầy nêu lưu về tất cả nắng lúc chi mình nư giang mạch miên chợ rất giang mạch chợ rất cốt chi mình nư khô khêu cắp sầm lấp bình chun mình nư ao cho đã cốc rư co mình nư miên chợ rất là o trầm trâu xóm rôm miên cật tị đam cật tị là o cua cột rúp rư co giang mạch anh nắng sầm lưu bình chuyện tỉnh sợ thêm mà toàn lời tòm sống chơi được nằm nào thay về nhá right.
Mr. President, I object that that's calling for speculation from this witness, given his prior answer that he did not have personal contact with Mr. Nun Chae. ខ្ញុំសូមឆ្លើយខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅប្រិញ្ញានេះមិនមែនការស្មានទេការនេះគឺសាក់សីបានទៅផ្ទាល់ក្នុងភ្នែកហើយខ្ញុំសួរថាតើផ្ទាល់ភ្នែកនេះបានឃើញចរិតយ៉ាងម៉េចហ្នឹងការឃើញរបស់គាត់ហើយមិនមែនរឿងស្មានទេសូមអរគុណលោកធានបាទសេចក្តីជំទាស់របស់តំណាងសហប្រិញ្ញាគ្មានប្រសិទ្ធភាពសាក់សីត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរដោយមេធាវីអបាយមិញនេះ ខ្ញុំ សូម មាន មតិ បន្ត ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ ណែ នាំ នៅ អត្ត ចរិត របស់ លោក នួន ជា នៅ ពេល នោះ គឺ គាត់ មាន លក្ខណៈ ល្អ សម ជា ថ្នាក់ ដឹក នាំ ពី ព្រោះ ក្នុង ភាសា និយាយ ស្ដី ក្ដី ការ ណែ នាំ ក្ដី គាត់ តម្រង ទិស មួយ ទៅ ឲ្យ ធ្វើ យ៉ាង ម៉េច ក្នុង ទួល នីតិ កម្ម ឲ្យ បាល់ ត្រូវ មាន លក្ខណៈ ល្អ ប្រសើរ ហើយ នឹង ឲ្យ មាន ការ ជប់ ជាមួយ នឹង ប្រជាជន ខ្ញុំ សូម អរគុណ ខ្ញុំ សូម សួរ សំណួរ មួយ ផ្សេង ទៀត មុន ពេល និង ក្រោយ ពេល លោក សាក់សី បាន ចូល ធ្វើ បដិវត្តន៍ នោះ លោក ដែល ឃើញ ឬ បាន ជួប ប្រទះ ដោយ ខ្លួន ឯង នៅ ការ ទម្លាក់ ក្របបែក ពី សំណាក់ យន្តហោះ អាមេរិកាំង ឬ ទេ ពាក់ព័ន្ធនឹងការទម្លាក់ក្របបែកបំរិកាំងនេះគឺមុនពេលខ្ញុំចូលរួមជាមួយចក្រណាបដិវត្តខ្ញុំមិនដែលបានឃើញទេធ្លាប់តែដឹងថាមាននៅតាមព្រំដែនដូចជានៅដាក់ដាំក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅចន្ទ្រាក្នុងខេត្តព្រះវិហារនឹងធ្លាប់ឮថាអាមេរិកាំងធ្លាក់ក្របបែក ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ 1970ដល់8មីនា70មកគឺមានឃើញសកម្មភាពរបស់យន្តហោះអាមេរិកាំងនឹងគឺបាញ់រះនៅតាមទន្លេមកហើយដល់ក្រោយមកនៅឆ្នាំ1972 73នេះគឺការទម្លាក់ក្របបែកបើនៅក្នុងខេត្តកោះចេះដោយស្ទើរស្ពាន ស្ទើរស្វតតែដាច់ទាំងអស់ស្ពាននៅក្នុងខេត្តកោះចេះពោះតម្លាក់ជាក់ស្ដែងដូចជាភូមិកកុតមួយនៅព្រំដែនស្រុកសម្បូរនិងស្រុកកោះចេះនៅចំពីមុខភូមិខ្ញុំហ្នឹងហើយមានតម្លាក់មួយថ្ងៃពីរដងបីដងស្ពានដាច់ហើយក៏នៅតម្លាក់ដែរបានតម្លាក់ច្រើនផ្ទះវិជាជននៅឆេះទីកតំស្ពាននៅសណ្ដានបើស្ពាននៅកំពីមក ហើយនឹងនៅភូមិខ្ញុំនេះក៏មានទម្លាក់វេ52ដងដែរបាទហើយនឹងទម្លាក់F111ដែលបៃពេលយប់បាទអានឹងក៏មានច្រើនដងដែរនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូននេះខ្ញុំនិយាយតែក្របខណ្ឌនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំតែខ្ញុំដឹងហើយនៅកន្លែងឆ្ងាយទៀត លឺសូទៅស្នោដែរមិនដឹងជាកន្លែងណាកន្លែងណាឬខ្ញុំសូមអស់មតិអរគុណបើតាមសម្ដីលោកជំរាបទៅប្រិញ្ញាពីម្សិលមិញថានៅពេលដែលយោធាខ្មែរក្រហមមកដល់ស្រុក សម្បូរ មានពេលនោះមានសភាពច្របូកច្របល់ គឺប្រជាជនមានភាពច្របូកច្របល់ ដោយមានចាប់មនុស្ស ដឹកនាំ ចាប់មនុស្ស មនុស្សដែលថ្នាក់ដឹកនាំស្រុក ដឹកនាំខេត្ត
đặc nằm mình đồn đầm bắn sầm tô nâng không chỉ tu từ nâng cứ tha sân tài mình sợ sân chana ở chana prom tiền không có chập đầy ta bên nu lục yul tê thả ta miền Paul vị bạ yang nạc là nơi ca chập prachia chun rồi bìm này chấm phu ca vị bạ rồi bỏ prachia chun ta phí khluôn nơi có thả prachia chun tăng ơn nâng trom nâu cần lai nâng đâm bây ở cái chập chăng rư giang mách sẽ phép tu tư nó không đâm bàn ở bà lụ. Bạn không sắp hiệp cả để dù thế tại các đạp hôm nay này đám chân nằm ở bọn bộ đầy chất sắp bấy này không sắp hợp xâm bộ nhóm cứ miễn cả chế bộ chế bộ đầy vì bộ không bê nó cứ cả chạp mới cứ chạp phía chả đán cứ thân ạ đặc nòm ai phải chế chuân mình sẽ miễn bánh hà chạp cho người thế cứ thân ạ đặc nòm nên miễn thân ạ sắp thân ạ khùng mùi chùm nuôn hay đôi chân này không khung bọc nhầm này đi pet pet nhầm nắng có khi chạm đấy trong hoạt đăng mù hạ đây đã sao và bắt bắt pet tới không khi chạm chẳng mà ai nơi cả lại đôi chân này khai đến lư còn là lư làm nắng thắc khi chạm oai thà đập bòn rồi đập bắt đập bay nick nhầm sông men mà tệ bên nắng cốn bên nông miền chả lá chó đào xa dù thiết cho mà chạm hay dù thiết từng ao nắng ban tam lục miền bắc chấm đẹp từ là cà phim sơn khi tràn phá bị nhôm nhôm hào khnì ấy hào nhôm chẳng lúc dù lấy thật ta đành mình dù thiết đào cho máu nắng hào nhôm nắng chỉ mình chỉ khmai rồi có chỉ chuyện chuyện ấy xé như rồi có chỉ khmăng rồi bỏ bạc cùng đi không chia đây chạy ở đây gì bị đào mà tham miền khmăng tây khnông miền nam miền căng miền việt nam miền ấy chẳng từ mà tam lục vô thà ta khmăng chăng mà chấp rồi có vô thi rồi bỏ cầm chia chụp tay bây là dù thế chôn mà chạm thân ạ sọc thân ạ khôm thân ạ xạ còi là nâng bây nô nhóm cất thà chìa dù thế rồi bỏ cầm chìa chìa thập tay vì bỏng dù thế này cứ về miền chiếc xài sống vạ rồi bỏ về ai nè đã chạm nô nhóm bề chấp khi mà đăng thật tên na đây, phần là dùng để tam ai cái sa đặc trưng ban khởi bìm sa lý, đôi chỉ mật phe ở bậc nhóm đôi chỉ chùa ni chùa phan gì đám mật đo cốc so mà phi muội, chẳng ban đi tha chỉ con top ở bậc cam bị chìm chìm tập tài kiếm sống ở mặt đây, sống ở quân chỉ thay, sống nô môi tiết lục xã xây, nếu ngay tí đập bầm bầm khai mê xa cho năm 1975, cứ ngay luôn nổ thật lẽ bị đầm nánh, cứ cầm bị dịp dịp tay vai chôn phong bình. Ta bị nâng lục nêu ở nà. Nếu ngay đập bầm bầm mê xa cho năm 1975, cứ bề nô khi nhom nơi nằng phu mật nạ cái phong để chỉ bề lái mà vừa chỉ bề lái đã rất nhiều sự đạp nhá là rối thà phân nùng pin nùng đo chẳng và nhom sầm ở mặt đề à cún bề đèl lư thà phân nùng pin nùng đo chẳng bề nô tự tập hiệp tu từ nơi đồng bằng là bà lục rồi nâu hay những tiết tết đẹp hiếp tu tư này khai kết trẻ tổng mùl và lục ai chùm riêng tổ là cả bán
tao miễn thực hiệp dạng mạch chở bốc chở bó rưu cơ thà sạch nghiêm thầm đá rưu cơ sở bài rì rì. Chia thầm đá bà thê đạc gồm phong đà miễn sạch rìm cà phê khá lạch nâng khó phá lông cà phê khá lạch nâng dôn hò tùm lạc rò bái đó lưu thà bà thê chết bà rung đó cứ sở bài rì rì tùng ọc nìa và nơi bề nó cứ cà rạch thà ngay nâng mà ngay ọt miền thức ái thế nông nè chốc bì cà rạch thà nông mà bà đào nâng chém xong ôm tê chốc bà chia chân nâu không krong kỳ chè miền phí khá luôn tà nâu sạch tam sạch sài dạ kai thế rư có nâu thòm ra rồi chỉ chuẩn nơi khán ông khán ông chạy nè bà tam chấm đắng cứ tăng vị phê đại điệp cho miền xã co máu cứ chỉ chuẩn đang tranh vị tì khán ông chọn ở mà tranh ở hết lực lại là nơi thứ ca anh khán ông thế bà nơi vị pro bà dương mình châu từ sài chấm ca bà này hộp chẳng cứ mình bạch bạc kho mấy đang tranh ô tô mình tịch vào rồi mà xong cho đó tháng ngày thì bầm bầm mẹ cả năm mùi bòn bầm bồn Việt Nam châu vi lúc đào bát đào công thầm bính những khai tu tiêu tu trang bát ti lúc đăng thà tết phết tu tiêu giang na đấy tu trang bát ti lúc ai lưu rưu cơ thà tam vật chú rưu cơ lưu tam mật phép prap rưu cơ thà lúc ban tầm năng phía này miền thịt miền sập hiếp giang mách bình luận nơi bề đài môn rung đoác nhóm nơi cà rà thàn ấy cứ bàn chùm lia chanh bì cà rà thàn thái kìm bàn chá lòng thà lê mê con bì trái chuyên được trái sát đàm để trái sát đàm bề nú cứ nhóm tôi luôn nói phun muối nên chết phun nhầm nơi đấy cái hơi thở phun đoan tuồng ai phải chơi chuyện cha rót chảo ở lì rót chảo nhầm ở lì nhảy cuộc nhầm này mới chơi chuyện rí đó miền đã phải chơi chuyện thay mày phải chơi chuyện ông Palmesa để tháo luôn này mới nhầm này không sờ bồ nữa có thà nhầm tiền áo có tay nông đài có này mới nhầm phải chơi sam sai sụp rùa mà này từng mất lệ là người nông cọp lâu mà cọp chồ mà chết cả lại trong ruộng này nắng hay mật phèn nhóm bây giờ nuôi đại chiến chỉ chuẩn cha xuống nhóm đã mấy là cọp lâu mà kịch chim kịch nhóm đã nhóm ăn kịch đề ta là bỏ mùi cọp than tiết bằng nhóm kết thả tới em tới và đó chồ là mà cọp nắng tới sao bật láng khơi còn tập duẩn chồ pin vào lại nắng mà hay bất cả nó cứ dừng mình sợ bài cái mình sợ bài bị buông về là còn tập Việt Nam máu ở chấm liên tranh tại nơi sầm bồ mà đời lại luôn trong đấy có bàn xong nghe tại nơi bờ tận hạ vĩnh kêu gặp rôm ở tại nơi còn tại cái loại mà thiết chấm liên cho chấm liên làng đòn mà thằng ngay đập vào môi khai mẹ cả đá khi nhóm từ Việt Nam chạm mà hai bên chung thì chụp cộng người Việt Nam rồi hốt đó thằng ngày đọc vào mỗi khai buôn cho năm bài sắp bằng thêm một đọc theo mình cần tới đọc ràm khai cốt mà chấm xong ôm tệ bằng năng Cũng khiếm dục bài từ cõi vinh tích vinh bí đại lục nôn chi từ thư sẽ khá xa la nếu kháng đồng bọn kháng sọc xâm bố được chung bán xu nếu xâm nụ lực môn chấn bí nâng lục bán rạp từ sẽ khá xa la rước bằng riêng từ sẽ khá xa la nâng thá áo ấy và kết xa có tối xa có thùng bần tay bí lục kháy bí lục bán bằng riêng hơi lục trở lọc một phòng bình vĩnh bí nâng lúc xa xây ban chùm rịp ông xa mạng ca thà miên cho vai sọc chmô chết ban tư chiếc bằng cát
hạ công từ mình tan và chia bờ rót từng ao nơi không đồng bọn nắng nơi không sọc nắng miền bắc cam ở vây thế chấm pu thân đặc nòm của pu cho tàu thưa sạc hạt lá tàu ao cù cá hơi bài tàu chia chở vài sọc mà nè chặt cá ăn vật cù cá nắng tùy từ mình ta và chia bờ rót nồng đồng bọn nắng miền bắc cam ở vây thế khi nhóm sau bên chùa đẹp chút lâu thà lục nuôn chia mình ban tại sọc sầm bồ đề lục nuôn chia ban tại bờ chung nơi hai môn tì đỏ bấy nơi không khung đa sọc chè hai nơi bề nút cọt bàn này năm ở phía cầm bờ hoa đáy xã con là tiếp rồi cũng là bùa nơi bề là tranh pi sẽ khá xa là này tới chung môi chạy chúng một đám chăm dỗ còn chia sẻ cha đấy hai hai trai chúng một phải đi vào con ắt ơi tại muôn than bình thế nè này không sọc sầm bồ tại chuột chung cái này này mình tì con bà mình tì về lúc này cũng phong lờ bà không không có nhà hai từ đó con chúng liệp thái dương mình bạch phơ và đây xã con đặt tiếp rồi cũng đặt bua tam cái này nó một bao lục nguồn chia tê dương thôi xã cung tại mà đoan hai nửa pê đài lục chạy dây anh chân nè tầng ọc nế ba em mà mới một nhóm hai mặt phẹt nhóm đôi chìa mặt phí hay nó mặt phá nắng có thà áo chân dây đời ủa nhóm chìa mũi lục chạy nắng nhóm ở đại lại con ở chống con dây chấm than chân mình bật bị cồn ca khăn lơ hơi còn hơi còn rải vào nhầm vĩnh thà lấy đập mình chia con bà con ao thưa ấy dân thời thời tam ao thì chặt tăng thôi bà mình hiền khổ sanh chạm con tính gì rồi nó không giống con tính gì mà hồi và chia chuyện mình sợ bài giờ đây chấm buộc cả thưa xã cung này bị buông cả lòng máu dường đằng ai thà hộp rùm phơi cá rùm xì rùm ní việc mình mang đồng rơi tam chết ở bờ mình nhận nhận bàn thế vì pru sông bay tới dường nơi tia mà ngay tới chọn hộp sờ ní mà ngay chọn hộp sờ nu hãy đòi chỗ tới đòi không trông nắng sai tới cái cầm nón chân miền ở nam mới đi giờ đây chết đi sông bay tới chọn thân là đằng nón của mình mình pin chặt vào màn đây dừng thôi đòi mình khom bàn tay dừng bàn chia dạng ná chia viên của mọi miền phật cam này không bị gì chôn dừng bị prua dừng bà rong bị ảnh dụng chi vật bậc ca na nằm nơi bị chăng tới kể chào thầy dừng chia tham mang bậc kỳ nơi kiếm sông chùm đẹp chân hai kiếm sông mình chạm bị bục lật lẹ nạ bằng lục chạy nắng còn khi nhóm tay như vậy thà ở vây cái đói thơ cả lòng máu còn ở đà chưa nè cao mê châm lực ở tia hoa mùi nơi cao xung bồ nâng miền tần nục bì xung mai xung đạch xe nục muối cái hai thật tần nục bạc tần nục mùi tiết đại lực thầm mấy cái hai thật tần nục cục xoài tần nục cục xoài nâng miền tật hai dương ai riêng chom chia bỏ lái bằng hô tất chô xài bàn nhóm ao dự bò những thứ còn thật nhóm nó chọn một ly miệng kia bà con còn ao chích bà lai ao chích bà lai hai ao hữu tật đạ bà lai ao mà nó chôn đạ xa lai bình bàn nhóm nhóm thả thơ rồi bìm nó khám mang ngay ở trăm trời tê hai cái ao nhóm thì chích mà khai đã nhóm ao thơ nhóm này đạm bài nì rừng chạy xa đai mùi đà nhóm khởi lẹ khả nạ bốc lạc bò mùi chạy nì về ọt lò mà nhóm sống ôm thế cún chỉ cả chuyện đánh lúc bàn khơi chỉ rất là bỏ lục chạy nắng kia thiên sốc rồi chăng nắng cô ca là bỏ thạ lờ cho chỉ sập thay rồi thay nắng ca được vọt
bắt bình chi bị sọc màu mà khống. Ta lục chạy nâng gọt thư tam bắt bình chi màu bị đầm bon đại rư tế tam lục đằng. Càng nghe đặc trong đăng chấp ba chân kế cư tài cả ở điệp chóng các rộng bảo vạt đây, các rộng xã có nâng cầm đặt tiệm của đất vua đại tân hạ lớ nai nóm chìm đăng phụ tòl ai càng nghe nai nóm chìa bà tòa bà tòa bà tòa tiết khi nhóm đại bàn tòa tùa bì tân hạ nằm bọn đây bì phùa lục chai nâng gọt chìa cân hạ nằm bọn bọn tay lục chai nấy cư khỏi mọc hư trâu พลาดแต่ในกระจายหายกลายมอกที่จับคลวนยิ่งสมอ่อนมิเตะประชีพประวัติในครองดมบันระบาโลกยุลชบารีอัมพีเปียสหกอนังสหกุมขยมดังทาปัญหาสักก็ประเจบรันในขนมคุมบอกย่อมในขนมูลท่านบอกย่อมมันใส่ดังฉบับประมาณเดย์ปีปรวงสักก็เจียกางเงารุ่มตายชายใจพบพากเนียรีไอสักกุ้มประเจบรันดังเจียตูเตอร์ปีปรวงขนมกาเทวสักกุ้มยังอัดบานฉลองการสักก็พอยังจับเทวสักกุ้มแต่มาดองจังคือเชื่อชวนยศฉบับถ้าเทวรุ่มสีรุ่มจำสมอมเตะคิมสมอคนลูกสะใสคิมสมอคนลูกประเทศคิมอมเป็นสมนูต่อระดับบ่าคุณจะเก็บต่ออันยิ่งประทับดอลวิธีการจุนเตอร์กรมมีจะมีการพิจารณาลูกยิงเสรีสุ่มกรุบลูกประเทศสุ่มกรุบลูกลูกใส่เจ้ากรมสุดสดสาเพียญาสาเพียตาต้องอ๋อเชื่อทำไมไอ้สุดสดลูกเนี่ยแต่งลายโจรสาบานาคาแล้วขนมตกใดนักกลายมันตกใดไอ้สุดสดลูกยนต์กิมขยมอ่างดอมเชียร์สหเมตวีกาเปียลูกเอียงสรีในปีนี้ขยมเมียนสำนัวนังซัวโลกเตกรมตายยังนาได้ต่างเนียมโลกเอียงสรีคิมซุมออกกุนโลกได้บานลายมกปลอดสักเหตุกรรมในตลาดกาดำไปช่วยสไปรองกาปัดนึงยุทธทัวร์สมออกกุนลูกประเทียนว่าออกกุนในเชื่อใจบรรโตคือเราวิธีการกรมวิธีการพิจารณาโลกคือสมพรตาเมียนสมนัวตราเปรียบเลียตรากาเปรียบเลียภายประมาณได้โลกก็มีจะวิce sera rapide monsieur le président très rapide je pense avoir une question peut-être deux ou trois pas plus à vrai dire monsieur le témoin il s'agit d'une question un petit peu de curiosité mais il y a un point concernant votre engagement dans la révolution que je n'ai pas compris et il m'a semblé qu'il y avait une différence de version entre votre réponse à cette question hier et celle que vous avez donnée aujourd'hui. Hier, c'est en page 22 et 23 de la version non révisée des transcrits en français, je crois que c'est à la page 20 de la version non révisée en anglais, il vous a été demandé, avant qu'on vous laisse entrer au parti, avez-vous dû subir une formation, une instruction concernant la politique et la ligne du parti? Et vous avez répondu, après le coup d'État, la situation était chaotique, il y avait des opportunistes. Il y a eu plusieurs groupes nationalistes, il y a des gens qui sont morts. Je ne me suis pas rallié à ces groupes parce que j'avais peur. Je pensais que le mouvement révolutionnaire n'était pas mauvais. J'ai reçu une formation à ce sujet et par la suite, les gens du district m'ont recruté et m'ont fait entrer au PCK en tant que membre.
Et puis aujourd'hui, il vous a été demandé par les parties civiles d'expliquer pourquoi vous aviez décidé de joindre le mouvement révolutionnaire et si cela était volontaire. Et vous avez répondu: en ma qualité de paysan de la commune de Watanak, si je n'avais pas rejoint le mouvement, j'aurais pu me retrouver en danger un jour. Et afin de comprendre cette question de la révolution, j'ai rejoint le mouvement pour me protéger et pour protéger les autres. Alors, laquelle de ces deux explications faut-il retenir? Est-ce que vous pouvez vous expliquer sur les différences de réponses que vous avez données à un jour près à cette même question? ពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមបដិវត្តគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺក្រោយរដ្ឋប្រហារ15មេសាឆ្នាំ1977នេះគឺមានចលនាមុននឹងមានបដិវត្តខ្មែរក្រហមម្ដងមានចលនាដូចជានៅខាងស្រុកសំបូរអញ្ចឹងមានពួកខុតឧត្តមវង្សវឌ្ឍនាពួកនេះថាខ្លួនគេជានាមកជួយជួយជាតិបាទហើយពេលនោះឲ្យដែល នាំប្រជាជននៅស្រុកសម្បូរនេះទៅមកកំពង់ធំមកវាយពួកលន់នល់មកនឹងងប់មកចំនួនធំដែរបាទអ្នកមួយចំនួនទៀតនៅរស់រត់ទៅផ្ទះវិញខ្ញុំឃើញសភាពហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ចូលរួមជាមួយពីព្រោះមើលបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់បុគ្គលរបស់ក្រុមខុនដំបងវឌ្ឍនានេះវាជាមនុស្សដែលយើងមើលទៅវាមិនគួរឲ្យយើងចូលរួមបាន បាទដល់ក្រោយមកយើងឃើញថាមានចលនាបដិវត្តខ្មែរក្រហមនិយមមកដល់ខ្ញុំក៏បានត្រូវពេលគេចុះមកតាមភូមិអីចឹងក៏គេបានហៅឲ្យរៀនសូត្រអីចឹងទៅក្រោយមកគេហៅខ្ញុំទៅរៀនសូត្រនៅសម្បូរអីចឹងទៅបាទដល់ទៅដល់លោកចែកហ្នឹងហើយគាត់អ្នកហៅខ្ញុំមុនគេគាត់អត់មានណែនាំខ្ញុំអីប្រហែលគាត់ បោះសភៅបែកបួនក្បាលយំឲ្យខ្ញុំតារៀនខ្លួនឯងណាចេះមើលហើយរៀនទៅបាទដល់អញ្ចឹងទៅគេហៅខ្ញុំជាហោហាយទៅប្រជុំទៅអីទៅទៅចូលរួមមីទីងចូលរួមអីហ្នឹងទៅបាទដល់ពេលក្រោយមកក៏គេបានបកគលទួនាទីឲ្យខ្ញុំធ្វើជាមិខុមនៅវឌ្ឍនៈហ្នឹងទៅនេះខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចឹងហើយក្នុងការចូលនេះខ្ញុំគិតថាបើសិនណាជាយើងមិនចូលរួមនឹងចលនាបដិវត្តយើងអត់មានដឹងបញ្ហាទេ អត់ដឹងបញ្ហាបើសិនណាជាគេចោតមកលើយើងយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរបើយើងចូលរួមយើងអាចដឹងជំរឿងនៃបញ្ហាហើយបើយើងចូលប្រឡូកហើយដើម្បីចេះរស់យើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយជាក់ស្ដែងនេះចុះខ្ញុំដែលរស់ដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងថ្ងៃដើមឆ្នាំ78យោធាទៅកាប់កាន់កាប់នៅស្រុកសម្បូរ មេឃុំស្ទើរទាំងអស់មកស្រុកសម្បូរគេចាប់លីងបាទនៅសល់តែខ្ញុំមូលហេតុអីមូលហេតុដោយខ្ញុំឃើញថាយោធាជាមួយនឹងអញ្ញាធរនៅចំណោះនោះអត់សូវត្រូវគ្នាអត់សូវត្រូវគ្នាឲ្យកងពលជុំវិញខ្ញុំមាន2មានកងពល 9 ហើយពួកទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់មេគេដល់អញ្ចឹងចេះរាប់អានគ្នាទៅពឹងពាក់គ្នាទៅទំនាក់ទំនងគ្នាទៅគេត្រូវការស្អីខ្ញុំចេះជូនទៅត្រូវការទូកខ្ញុំឲ្យទូកត្រូវការគោខ្ញុំឲ្យគោត្រូវការកបីគេឲ្យកបីអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទំនាក់ទំនងល្អដល់ពេលគេប្រឹកអញ្ចឹងមកខ្ញុំរួចខ្លួនតែអនុខ្ញុំក៏គេចាប់ពេលខ្ញុំគេចាប់អញ្ចឹងបានថាក្នុងសភាពការនេះបើមិនចេះរស់ត្រូវងាប់ខ្ញុំសូមអស់មកទេ
Merci pour cette réponse, monsieur le témoin. Et je note que l'exemple que vous venez de citer concerne l'année 1978. Est-ce que vous pouvez rappeler à la Chambre en quelle année vous avez rejoint le mouvement révolutionnaire ? Alors, merci. Pour essayer de bien comprendre le sens de votre réponse, est-ce que lorsque vous avez rejoint le mouvement révolutionnaire en 1971, vous y avez été forcé par des raisons que vous pourriez nous expliquer, ou est-ce que c'est une décision volontaire qui fut la vôtre à l'époque ? En 1971. Các nhóm tâm miền này tại cầm nát mũi thái trong thời gian ná, ao chi và phía bị chia chôn ba rừng rường mà hai sọp nè là khnông à rập bọc cam chẹp chẹp thập tái em miền là cầm nát mũi đã kết cục đoạt lại tất ai chung chia chôn những cái mày dễ vậy mà đi nhóm xong thì mày để mình chạy chăng nhóm xong ó mày tệ. D'accord, donc pour être très précis, à l'époque, en 1971, vous n'avez pas été forcé à vous enrôler dans le mouvement révolutionnaire. C'est bien ça? Merci. Et juste un mot, et j'en aurai terminé pour ma part, sur ce conflit entre les militaires et les autorités dont vous avez parlé et qui concernait l'année 1978. Cette fois-ci, c'était l'exemple que vous citiez. Est-ce que vous connaissez le motif de ce conflit entre les militaires et les autorités ? Si vous l'ignorez, vous le dites. Mais si vous le connaissez, est-ce que vous pouvez le préciser ? Khi ông ở đằng chỗ ba mà bị mù là đại tế, còn tới ngày mới khi ông đằng thà miền chỗ mùa sơn văn, lầu sơn văn ấy cứ chia phò phê còn pol bằng buồn rồi mà phây, còn mà chụp khi ông này sầm bồ, còn đang chăm này thôi mới không sầm bồ, còn thà còn điều sầm bột lục xa nó bị thiên còn pol bằng buồn rồi mà phây mà ở khi ông, còn ông lịch khách nó còn sầm cô khi ông mà ha sập cái ba. Mà là xong cô khi ông hạ sực bá, khi ông thả ở đây cô hạ sực bá, mình phải bá đến miền. Bên tay, ở xe rộng đằng phòng, dẫn sở văn ấy thì chụp xe rộng cho một chồng. Bạn lục sở văn trở lại thả ở đây, bọn, cả thả bọn, chẳng gì thả bằng xa nữa ấy. Bọn đảm mau thả, ở một chút thả bọn ai mới đây, ở một chút thả nâng nhau mê, bọn ai mới đây vinh. Chẳng khi em ăn tận nào mất, khi em ơi cô hạ sức ba lần tới. Rồi đó phê kê vô nốt pi mà vô, có phá đó. Phá là pi chuẩn pi mà vô cô nữa. Sau đó cái khơi này, cái ta với cô vô tận nào, khi em ta con phố sống. Kê gọi thầy khi em tới với chọp tận này. Và khi em đòi miền phải chạy như thế, để khi em xoay này thân thà. Thân đặt đặt nòm, kháng rõ đồng nái. Thân đặt sau đó thân đặt khát. Chỉ mùi con phố mình bắt chìm mình xin xung hoạc này hơi. Bạn chỉ sử dụng thà và khi mình nói mình bắt chỗ anh hát đi tê thì em xong ổn tê.
Ce sera tout, Monsieur le Président. Bà Lục Thiên, khi nhóm ở miền sầm nô su ở tại căn xã xây ni tiền hai Lục Thiên. Bà, ông quân Trần Lục Yun Kim. Ai lần này cái chấm la ca, sam la ca, bị phía xa, sắp đập, sắp khai cam bỏ lùm, ông nhầm đẹp bàn, sắp đập chọc thọc hơi. Ông chúng ta xong thay ông nó cun dân chiều chơi dịp vụ lúc đại ban chấm này phê biệt đồng minh đồng lấy một chỗ rùm đó là thay cam dịp vụ một ông chúng ta nông dịp phê biệt ngay bởi cộp đại phê ọt mút khách khom ọc phê xa mặt tập hiếp nâng là tập hiếp đại miền hay rùm phê kỳ tiên nông ca xoay đau ca phân nế đường cái đấy đi hay lúc dồn cứ ai chơi vô lập tới lùm đại than rồi bỏ lùm với như đi có tờ càn cô đại đại lúc miền bắc nói tới hay hay so mọi lúc phụ đồng nào bắc cộp để giúp tập hiệp, mình thấy là ba tờ lá cát thằng ruồi chỉ mới nâng mình thấy còn ông tập hiệp còn phía xã xây nâng này giống như nông cao bình chun xã xây ní vừa tập lập từ căn làm nơi than bắc cốt rồi cao cô đang đại cốt miền bắc nói tới bàn hay hay cái chấm nào ca sạm nào ca nơi mong bắt tập ní ông nhầm đây nâng bắt tập đập từ khi cam xã xây để miền hà giang niêm thi xí đại bây yếu bây rồi mà phải mùi so phía kỳ nâng xã thiên lại chun triệp hay lần này có đòi pin xong là mồm xong ra đại hỏi ông nhầm đây và các xong ra một phần tí chập từ pin từ từ hồ đầm mong bay pram tí sau mình chơi cho vinh là mày bắn to cái chấm đá ca xong ra cho xong cầu chờ